trong nhìn kìa. Ông Bân chứ ai? Không, tôi muốn nói những vàng bông lục bình kìa. Sao ở đây bữa nay nhiều vậy? Thì ông Bân chứ ai? Đàn ông con trai người ta thì phải thích cởi trâu nè, cởi ngựa, thích ra đồng. Còn cái ông này thì thì thích chơi hoa. Đẹp, đẹp quá. Cái gì mà đẹp? Anh Đạt nè, hoa lục bình này nó một hằng hà, nổi đầy ở ngoài sông. Thật là xinh đẹp. Trời ơi, anh muốn hái bao nhiêu mà không được. Có lẽ là anh đã giống ông, tối ngày chỉ thích ngắm hoa lục bình. Hoa đẹp là hoa mai, hoa cúc, hoặc hoa nhưng tôi thích lắm đồng ơi, bông lục bình màu hoa tím tím, luôn tô điểm đậm đà bóng nước dòng sông, lúc nào cũng đọng lại trong tim tôi. Anh Đạt nè, em nghe nói anh sắp lên Sài Gòn ăn học phải không? Phải, dù nhà nghèo nhưng ba má tôi cố gắng cho tôi ăn học. Mong sau này tôi sẽ đỗ đạt thành tài giúp ích cho quê hương. Hoài bão của ba má tôi là như vậy đó. Lên chốn phồn hoa đô thị vui lắm. Chắc... chắc anh đâu còn nhớ về thôn xóm bé nhỏ quê mình nữa phải không? Nhớ lắm chứ Đông. Nơi chôn nhau cắt rúng mà, làm sao quên được. Nhất là... nhất là... là gì vậy anh? Sao, sao anh lại ngập ngừng? Nhất là chuyện của chúng mình đó. Biết bao kỷ niệm của còn ấu thơ có quên. Hai đứa chung đường nên luôn cận kề, dắt diều ra kênh soi bóng nước trong đêm. Anh cống em qua rạch cho đất vùng kia không dám tư chân. Khi thì rủ nhau trốn lá dựng trời, món món vật là anh để cho em đêm qua. Nhớ hồi đó tôi thường rủ em ra bên tấm sông, rồi tập bơi xuồng hai bóng điên điên. Em hồn nhiên vô tư với đôi mắt tròn lung liếng, tôi sao xuyên bâng khuâng theo từng tiếng em cười. Tuổi thơ ấy mình mơ chuyện xa vời, anh ước rằng mình gần nhau mãi mãi, gắng khích từng ngày thương lại giải khờ theo dòng trái thời gian, tình cảm giạt vào âm thầm em. Tôi lo sợ từng ngày khi thấy em càng lớn càng xinh, lo sợ ai kia sẽ phai dần niềm mơ. Lo cho anh kìa, mai kia ăn học thành tài, biết có còn nhớ đến lời qua đồng bỏ dại này không? Để
tận cùng sâu thẳm trái tim em những hình ảnh ngày xưa anh thường hay nhắc lại. Cùng cô bé ngây ngô đuổi nắng bên thềm, thương biết mấy những ngày tháng mộng mơ dùng dài êm đềm. Cùng nhau tung tăng chân sao trái nhảy nô đùa trên nương rầy đồng trời đẹp trắng thanh, bên gốc cây sương mình chơi trò trốn kia, làm sao quên được khung trời kỷ niệm, dẫu xa cách đôi bờ cũng vẫn nhớ thương. Cậu Năm, cậu với Thơ á, vô nhà uống nước đi rồi hãy về. Nội ơi, nội, có cậu Năm với Thơ ghé chơi này nội ơi. Ủa, đi đâu rồi ta? Không có nội ở nhà mà có tuổi này hà, được không? Trời ơi, sao Đạt với Đông lại có mặt ở đây vậy? Muốn phá phách gì nữa hả? Thấy hoa lục bình đẹp, định hái đem về nhà cắm chơi. Sao phá quá vậy? Biết người ta đem về chăm sóc cực khổ lắm không? Thôi, nè, hai người á xin lỗi đi. Anh Bân ảnh giận rồi đó. Ảnh á yêu Hoa Lục Bình lắm, nâng niu nè, yêu quý còn hơn là người tình trong mộng nữa đó. Thôi, cho tụi này xin lỗi nghe. Lỗi phải gì? Tự nhiên á bẻ bông người ta vậy á. Cậu Năm, ngồi đây nghỉ nha cậu Năm. Rồi cậu nhai vài cọng lục bình á cho nó mát cái bụng. Lúa kỳ này á trúng nhiều quá bay ơi. Dạ. Nếu được mùa như vậy hoài, dân của mình cũng đỡ khổ. À, cậu Năm, theo như cháu thấy á, nếu mà trúng mùa khá như vậy nè, mình sẽ động viên gom góp bà con mỗi người một ít để đắp con đê làng, cho nó to lớn hơn thành một con lỗ, để mùa nước nổi không bị ngập lụt tràn vào. Thôi đi ông kẻ, đừng nói chuyện tầm phào. Làm con lỗ lớn á, bộ ít tiền lắm sao? Vậy chứ, theo ông thì bao nhiêu mới làm được? Không biết bao nhiêu, nhưng phải rất nhiều. Trời ơi, không biết á mà cũng bày đặt luận bàn. Nè, không biết á thì giữa cột mà nghe nói. Nhưng mà phải nhiều lắm. Bao nhiêu dữ vậy? Nhiều thì nhiều, bà con mình đông có cũng xong, ai cũng phải đi trên con lộ mỗi ngày. Theo tôi nghĩ nếu mà mình làm được thì mình phải xây một cái cầu bắc ngang qua con sông cho bà con mình đi lại dễ dàng, đúng không cậu Năm? Chí phải, cái thằng này nói nghe quá được. Qua lại bằng xuồng gian nan cực nhọc, có người không có xuồng lui tới. Anh Bân, anh nói nghe rất hay. Nếu mà ở đây có được một cây cầu, một con đường lỗ lớn thì bà con sẽ rất mừng vui. Đó, thấy chưa? Ở đây ai cũng một lòng, bà con trong làng chắc sẽ đồng tâm. Một lòng cái gì? Ông tưởng xây một cây cầu, đắp một con lộ, bộ dễ dàng lắm hả? Lơ mơ là chết như chơi đó cha nội. Mà mấy cái chuyện này á là của mấy ông người lớn người ta lo, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Cái anh Đạt này, anh Bân ảnh nói vậy thôi, chứ có phải thiệt hại cho ai đâu mà anh cãi lý với ảnh làm gì vậy? Phải rồi, anh cãi làm gì? Thôi, tụi con ở đây nói chuyện chơi đi, tao về trước. Còn thằng Đạt, ráng lo ăn học, gây dựng tương lai nha mày. Tao thấy con Đông nó cũng để ý mày dữ lắm đó.
chú Năm này nói kỳ quá à. Con chưa có muốn lấy chồng đâu. Anh Đạt, thôi thôi, mình đi về, để cho người ta tâm sự. Anh đưa em về đi, trưa nắng lắm rồi đó, về trễ cái mẹ la à. Về thì về, mình cũng nên biết điều một chút chứ. Thôi, tụi này về nghe. Thôi, tôi về nghe. Mấy câu hò hồi nãy ở ngoài ruộng á, học ở đâu mà đối đáp hay quá vậy? Nghe người ta hò, rồi hò theo, hò riết thuộc lòng luôn à. Còn thơ, học ở đâu mà cũng hát hò trêu chọc hay quá vậy? Thì người ta cũng dạy, học lớp rồi cái thuộc lòng luôn. Hay thiệt á ha. Mà hồi nãy đó, hát hò cho vui vậy thôi, chứ không có ý hơn thua gì đâu. Ai mà thèm giận làm chi cho mệt á. Nhưng chỉ biết rằng, sau những phút chia tay, sau những lần gặp gỡ, chợt thấy lòng bâng khuâng và xao xuyến cả tâm hồn. Thương ai rồi phải không? Em thương từng lũy tre xanh trái dài theo nương rẫy ruộng đồng. Thương từng đàn cò trắng trao nương sải cánh, tiếng sao diều của một đồng theo gió xa đưa, gợi nhớ vô bờ kỷ niệm thuở xưa, nắng sớm chiều mưa chung đường về núi nhỏ. Thương lắm quê mình người dân chân chất hiền lương, thương những chàng trai đầu trần chân đất. Trong đó nữa hả? Anh khéo hỏi. Nói thiệt nghe, người ta đây cũng thương lắm. Em nói em thương. Thương, thương nội, nội của anh đó. Nội già rồi, anh có thương nội không? Tôi đã lớn lên trong tình thương của nội, chẳng quản ngại gian lao cho tôi được nên người. Hầm hút cháo rau mà nội vẫn nở nụ cười. Nội dạy tôi đủ đầy nhân nghĩa, quý trọng tình người luôn vẹn thủy chung. Chớ phụ ngọn đèn mờ mà ham ánh trăng thanh, phải sống hết mình bằng cái tâm thanh. Nội đã ban cho tôi tất cả lòng thương mến, tôi nguyện suốt đời thờ kính ở trong tim. Anh Bân nè, hỏi thiệt anh nghe, ba má của anh đâu mà từ hồi đó đến giờ em chưa được biết? Thôi đừng hỏi. Sao vậy? Tôi nói là đừng hỏi mà, tôi không có. Anh nói lạ quá à, người ta ai mà không có má có ba. Nhưng tôi thì không, tôi không có. Được không? Em xin lỗi, em chỉ vô tình. Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, lam lũ với ruộng đồng theo năm tháng trôi qua. Người ta thì có mẹ có cha, còn tôi thì tôi không có được niềm hạnh phúc đó. Tôi khát thề
trong tay mẹ ấm em, thèm được nghe những lời ngọt ngào của cha dạy bảo. Tôi không may mắn có được tình thương cao quý ấy, ngậm đắng nuốt cay mà Chúa xót cho đời mình. Thôi, anh đừng buồn nữa. Bên anh còn có nội, có em. Em xin chia sớt nỗi buồn của anh. Cảm ơn thơ. Ý, bà nội về kìa. Hình như là có khách nữa. Thoáng vậy mà đã gần 20 năm rồi, phải không bà? Bà còn nhớ? Trông bà khác quá, không dễ nhận ra. Dạ, chào nội. Chào ông bà. Bà nội. Ủa, có cháu thơ ở đây nữa hả? Dạ, dạ, con xin phép vào trong chăm trà. Bà nội. Thằng thằng bé này là nó đó. Bần, đến đây con. Con nhìn ông bà này đây, biết ai không? Dạ, con không biết. Là ai vậy bà nội? Làm sao mà biết được. Chuyện lâu lắm rồi. Ngày đó, khi chiến tranh lan tràn trên khắp quê hương mình, không cách gì khác hơn, cha mẹ con đành bà đây đã nhận nuôi con. Mười mấy năm trời, ba mẹ trở lại tìm con đây. Bần ơi, con của mẹ, con. Cha mẹ của con đây hả nội? Đây là cha mẹ ruột của con. Gần 20 năm nay không thấy ai trở lại tìm con. Nỗi nghĩ rằng cha mẹ con đã chết, nên những lần con hỏi nỗi bảo là không. Nội bảo với con rằng con là một đứa con thơ. Mà nội nhặt được con bên một gốc cây ở bờ ruộng sau nhà. Nhưng bây giờ thì con đã biết
mẹ của tôi. Cha mẹ của tôi. Vâng, đến đây con. Không, bao nhiêu năm nay tôi không muốn ai nhắc đến cha mẹ tôi, bởi vì tôi lớn lên không bình thường, không giống như bao nhiêu người khác. Tôi mặc cảm bơ vơ khi trong giăng một thâm tình. Tôi là đứa con quan chẳng rõ ngọn nguồn, bị bỏ rơi giữa chợ đời nghiệt ngã, không được ấm lòng trong vòng tay mẹ thân yêu. Dòng sữa ngọt ngào mẹ chẳng chắc yêu, không được nghe tiếng ru ầu ơ của mẹ. Tôi bị bỏ quên trong những tháng ngày thơ trẻ, thiếu thốn tình thương của đấng sanh thành. Con ơi, ngày nào tôi cũng ra đứng trên cầu tre lát lẻo, chiều chiều trong ngóng phương trời xa, con thầm mơ nghe tiếng ru ngọt ngào êm ái, cũng như bao trẻ thơ trong làng. Nhưng biết đến bao hết đời chờ ngóng trông, khi mẹ cha tôi đã không còn. Con chớ tuổi thân mà con lời oán trách, có mẹ cha nào không thương nấm ruột của mình. Bân ơi, bao nhiêu năm qua bao nhiêu cũng đau đớn trong lòng, ba gắng gượng sông sông từ gấp hoài, mong một ngày được gặp lại đứa con thơ. Biết con mình có được bình yên, ai chăm sóc dỗ dành món cơm đút cháo, lòng mẹ heo hon nhớ thương con trẻ, nhưng cũng có mong có được ngày này. Vâng, con đừng như vậy mà ba má con buồn. Thằng Tám lúa nó có tía có má, còn tôi chỉ có nội thôi. Tôi thì không có tía có má, còn nó thì không có nội. Chỉ mới mấy tuổi đầu tôi nghĩ sự kỳ quặc này chỉ là chuyện bình thường, nhưng khi lớn lên tôi mới hiểu rằng những người sinh ra mình là tía má. Tôi thì không có, tôi chỉ là một đứa con rơi, nhưng bây giờ thì lại tía lại má. Tôi không biết mình là ai trong cõi thế gian này. Thôi con, từ bây giờ trở đi thì con không khác những đứa trẻ lớn lên trong làng. Con đã có cha có mẹ, vì hoàn cảnh mà cuộc đời đưa đây, còn gặp lại như vậy cũng là một niềm vui. Bân, con có hiểu được không? Dạ, con hiểu. Thôi, con ở đây nói chuyện với tía má con đi. Bân, lại đây con. Bân, ba,
mà. Con ơi, thiệt là có phước, tạ ơn trời Phật. Có ai nghĩ rằng mình sẽ có một thằng con trai to lớn, khỏe mạnh như vậy không? Tụi bạn con á, nó cứ gọi con là thằng cân bò không à. Cân bò? Dạ, cân bò là co bần, co bần á là bưng cò đó. Bần à, con có học hành gì không con? Dạ có chứ, nhưng con nghĩ rồi. Tại sao vậy? Dạ, nhà nghèo quá nên con phải đi làm phụ nội. Trời ơi, con tôi bây giờ con lớn rồi, học không có vô, rảnh rỗi con đi vớt lục bình. Rồi đây con sẽ được học hành tới nơi tới chốn. Làm người mà phải có kiến thức mới nên danh con à. Thôi, con sợ học lắm. Sao vậy con? Tại con ngu lắm, học không có vô. Không phải đâu, có học mới làm được việc, mới giúp đỡ nội không phải sống nghèo khổ nữa, và cùng xây dựng làng xóm của mình giàu đẹp thêm con à. Ờ, phải ha. Làng này nếu mà ai cũng được học cao á, chắc là sẽ xây được cái cầu rồi. Cầu gì? Tía, tía nhìn nè. Đó, cây cầu bắc qua con sông lớn đó. Rồi, một con đường lộ cái nữa. Đúng rồi, mà muốn được như vậy phải cần có học con à. Nhưng mà học tới bao giờ thì mới xây được cầu? Phải học nhiều lắm, phải có bằng cấp kỹ sư. Bằng cấp kỹ sư? Thôi, con hãy sửa soạn rồi đi với ba má nghe con. Đi, đi. Ờ, thì vì công việc của ba má không thể nào trễ được con à. Đúng đó con. Nhưng mà tía má ơi, sao mà gấp và đột ngột quá vậy? Dạ, con mời ông bà uống nước. Ý, thằng ơi, đây là tía má của tôi á. Ủa? Bây giờ á, tôi đã có cha mẹ rồi, đã quá đi. Tía má ơi, đây là Thơ, nhà ở bên kia sông á, qua bên đây phải đi bằng xuồng. Bạn của con từ nhỏ tới lớn luôn á, không tin hỏi nội đi biết liền à. Cái anh này, cháu gái xinh quá. À, nội, nội ơi, nội ơi. Ờ, nội ra đây. Nội, nội ơi, Thơ đây là bạn thân thiết nhất của con từ đó tới giờ luôn đúng không nội? Nội nói đi, nói cho tía má con tin đi nội. Ờ, thì bạn thân đó, ông bà thấy không, trai gái ở quê mà tụi nó thật thà chân chất lắm. Ờ, tôi quên hỏi, ông bà hiện giờ ở đâu? Dạ, sau cái đêm giao đứa bé cho bà, vợ chồng chúng tôi ra nước ngoài. Hiện giờ chúng tôi đang định cư ở Pháp. Vậy là ông bà vừa về nước. Thảo nào mà từ bấy lâu nay. Nếu mà ở đây thì vợ chồng chúng tôi đến tìm bà rồi. Nơi đây hẻo lánh nhưng mà cũng không khó tìm. Dân ở đây quê mùa nghèo khổ nhưng được cái là chân chất hiền lương. Ủa, nội ơi, cái áo mới trong giỏ đệm của con đâu rồi nội? Để làm gì? Đem theo để mặc, đi theo tía má con đi thành phố đó nội. À, ông bà định dẫn nó đi luôn phải không? Anh Bân, anh bỏ nội mà đi sao? Đi mà không nói được với nội một lời nào hả con? Nội ơi, lâu nay á, con có được biết điều gì lớn hơn cái làng của mình đâu. Buổi sáng thì ra đồng, chiều lại ra sông, tối về á, thì về với mái nhà tranh của mình nè. Cả một quãng đời làm bạn với cơ cực hoành hiu, ấm
làm với tháng lũng ngày qua. Nay con muốn theo mẹ theo cha để gây dựng tương lai. Thưa bà, con tôi có được ngày này là nhờ công ơn của bà. Vợ chồng tôi không biết phải làm gì để đền đáp lại ân sâu. Thưa bà, nhưng nó không được tiếp tục học hành hoàn cảnh của bà khó nghi thề cứu mang. Tôi rất muốn giáo tôi thành người sang trọng, một thầy giáo hay một bác sĩ kỹ sư. Vợ chồng chúng tôi sẽ lo cho cháu được đầy đủ, lo cho nó đến nơi đến chốn, rồi thì nó sẽ về thăm bà, vì bà là bà nội của cháu mà. Nội ơi, nội đừng khóc nữa. Thơ ơi, chạy về mời cậu Năm qua để cho tôi từ giã nghe thơ. Vợ chồng tôi hứa là đã coi bà như là bà nội ruột của cháu rồi. Bà hãy suy nghĩ kỹ xem, thằng Bân nó còn trẻ, chẳng lẽ cứ để nó phải bù đầu với cuộc sống khó khăn này sao? Tương lai đang nằm trong đôi bàn tay của lớp trẻ, hãy để cho nó được bay xa và bay cao. Bà đồng ý với tôi chứ? Tôi đồng ý. Bà, vợ chồng chúng tôi xin gửi biếu bà một ít tiền. Đừng, tôi không cần, tôi chỉ cần thằng Bân thôi. Bà yên tâm, rồi nó sẽ trở lại thăm bà, giống như vợ chồng chúng tôi trở về đây ngày hôm nay vậy. Dù sao thì thằng Bân cũng đã lớn rồi, phải tự nó quyết định mới được. Dù là tôi hay là ông bà có cưỡng ép nó cũng không có được đâu. Vợ chồng tôi cũng hiểu như vậy, và cũng sẽ cố gắng mà khuyên dạy nó. Bân, con có nghe không? Tía má con muốn lo cho con được bằng với người ta. Dạ nội ơi, nhưng mà con thương nội quá nội. Nội già rồi sống chết nay mai, chỉ mong tương lai con tươi đẹp đàng hoàng. Nếu thương nội, con hãy nghe lời của nội, đừng luyến lưu đừng vấn vương. Xa đến ruột thắt gan.
sao biết đâu tháng rộng năm dài. Không biết nỗi có còn sống để mà ra đón con không. Nội sẽ sống, nội sẽ đang sống để chờ con, nội sẽ sống để chờ con. Nội ơi, nội hứa với con rồi nghe nội. Nội hứa, nhưng con phải hứa với nội là phải học cho thật giỏi, học cho nên người nghe không. Dạ. Bâng. Dạ. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho đáng sống, cho khỏi xót xa ân hận. Không ước mơ, không lý tưởng là sống vô ích, sống hoài lãng phí. Hãy sống cho ra sống, để đến khi nhắm mắt xuôi tay thì ta đã có niềm an ủi là đã sống tận lực mình, giải phóng khỏi các thói hư tật xấu. Nội, con cảm ơn nội nhiều lắm. Dù không thành công thời cũng phải thành nhân nghe con. Dạ, con cảm ơn nội nhiều lắm. Nội ơi, con chưa trả ơn cho nội một ngày nào, mà nay nội muốn con học hành cho thành người nữa. Nội ơi, nội đã nói sống không ước mơ không lý tưởng là sống vô ích, sống hoài lãng phí. Con hứa là con sẽ nhớ hoài những lời nội dạy, tới già tới chết con cũng không quên. Thưa bà, lúc nào vợ chồng tôi cũng nhớ đến bà, và chúng tôi sẽ chăm sóc cho cháu đây thật chu đáo. Bây giờ xin phép bà, vợ chồng tôi đi. Bần, bà với má ra ngoài trước đợi con nghe con. Bần, nghe con thơ nó nói bay sắp rời khỏi đây đi theo tía má. Tao lật đật chạy qua, con thơ nó khóc bù lu bù lo, tao chịu không có nổi. Dù sao thì cũng tình, tình sớm viền, nhất cận thân, nhì cận lân mà. Tối lửa tắt đèn có nhau, rồi bây giờ bay đi xa, không buồn sao được. Cậu Năm ở nhà mạnh giỏi nghe cậu Năm. Thơ ơi, anh Bân, anh đi mạnh khỏe, và đừng quên ở quê mình tình cảm luôn chan hòa, buồn vui san sẻ nắng mưa sớm chiều có nhau. Người đi chớ quên ai mong đợi, tuy chẳng hẹn hò nhưng có nhà. Cậu và thơ lo cho nội giùm con nhé. Thơ ơi, dạ, giúp tôi lo cho nội nha. Tôi phải đi học cho thành người, ở nhà chăm sóc nội giùm tôi. Và nhớ đừng có quên mấy vàng lục bình nhé. Chừng mà tôi sang bên kia, tôi viết thơ gửi về thăm làng, thăm thơ, thăm cậu Năm, thăm nội. Nội ơi, nội hứa vẫn sống chờ con trở lại nghe nội. Nội hứa,
Nội ơi. Thôi, con đi. Anh Băng. Con đi nghe nội. Anh Băng. Nội, nội ơi, nội đừng có khóc nữa mà nội. Nội vẫn biết rồi sẽ phải có ngày này, bởi vì nó có nguồn cội của nó. Nội nuôi nó từ nhỏ đến lớn, mến tay mến chân. Bây giờ nó như chim non sổ lòng say canh, bay đến tận trời xa khó thể làm sao bà giữ được. Sẽ có ngày này bà đã biết được, quặn thắt từng cơn nát tan lòng. Nội, nội ơi, rồi đây anh Băng sẽ về mà nội. Bà tống lúc bình trôi dài, ai biết được dòng đời xuôi mãi, vì hai nén khổ đau kéo vượt lấy bệnh tình. Con cũng đau buồn, cũng khổ lắm ba ơi, sự mất mát trong con vô cùng to lớn. Từ nay trên đường làng không còn bóng dáng của một người con quý con thương. Ôi cây có gốc, sông có nước có nguồn, lá rụng thì về cội, vì phải chấp nhận quên đi, rồi nó sẽ qua thôi gì à. Dạng kỳ thiên lý nghìn trùng, nhưng nỗi nhớ lại dài hơn. Đêm từng đêm trong giấc ngủ chập chờn, nghe nhẹ nhàng trong tim, bao nhớ thương theo dòng nước mắt tuôn. Vì nuôi ước mơ tìm tìm nâng lên. Con đường làng quanh có tầm tắm có non, sáng mãi trăng nghèo, đồng gần cầu tre theo
rạng rỡ bình minh, giang tiếng hò trai gái làng vui cây cày tình quê thắm nồng. Nhớ lắm thời, nhớ những chiều cùng anh trong chiếc cuốn xuồng hay nhiều qua tiếng. Nhớ thương ngập lòng bông dáng nội thân yêu, sớm muộn một lần ra vào vòng trong ngóng con về. Nội ơi, con sẽ về bên nội. Anh sẽ về với em. Tôi phải về để góp phần xây dựng quê làng. Bân, con không thể như vậy được. Con không thể bỏ ba mẹ mà đi một cách dễ dàng như thế được. Mẹ ơi, con biết mẹ rất thương con. Nhưng mà Bân à, ngày xưa vì chiến tranh sẽ làm việc cố tâm tận lực để xứng đáng là người tốt của cuộc đời. Vì vậy mẹ hãy yên lòng, con sẽ liên lạc thường xuyên. Nhưng Bân ơi, làm sao mà mẹ sống khi không có con bên cạnh? Dù mẹ rất vui vì có một đứa con không quên cội quên nguồn. Nhưng từ biệt sinh ly làm sao tránh khỏi đau buồn. Con đã lớn khôn, tất nhiên có lý tưởng, phải tìm một cuộc sống thích hợp với con. Con thấy ở nơi này không thích hợp hay sao? Cái giờ đây đã trở thành một con người hiện đại, với bằng cách trong tay con kiếm tiền không khó, hãy ở lại đây sống sung sướng sang giàu. Bao ngày qua con nghe sóng trong sáng già, trở về quê hương cách xa cha mẹ nơi mà khi xưa con qua thơ hà. Ân từ mẹ cha ngày qua nuôi dưỡng con đã thành nhân, nguyện trong xây dựng làng quê.
Vâng. Nếu mà trở về, cốt là chỉ để xây dựng một đồ án của con, một cây cầu, một con đường quốc lộ. Như vậy là có uổng phí bao năm trời ăn học không con? Hơn nữa, cái bằng cấp kỹ sư của con vừa mới có. Thì có tiền đâu mà con thực hiện được ước mơ không? Tội tình chi mà con dấn thân vào nghề lao khổ nhọc nhằn? Bà khuyên con đừng giận dữ suy nghĩ, mà hãy hưởng thụ những gì đang có trong tầm tay. Đừng ước mong xa vời mà rước lấy khổ cực vào thân. Cha mẹ sẽ buồn hơn khi con thêm một lần xa cách. Con ơi, đường đời lắm trong gai chứ không thẳng tắp. Hãy càng nghĩ cùng suy kéo hối hận sau này. Ba ơi, ba sẽ không nói như thế. Nếu như chứng kiến một người mẹ với ba đứa con thơ. Dắt dìu nhau khi bóng chiều vừa ngã, gánh nặng quẳng vai xa chân rời rãi. Tan buổi chờ chiều vội giá về vì trời sắp đổ cơn mưa. Nhưng phải qua chiếc cầu tre trời để tiếng hát thêm hay.
ơn con. Nhưng nếu con về nước thì ba mẹ lại phải mất con một lần nữa hay sao? Ba mẹ ơi, đối với những ai thật tâm hướng về quê cha đất tổ thì ở quê hương vòng tay thân ái luôn mở rộng đón chờ. Ông ơi, con của mình nó đã trưởng thành từ thể xác đến tư tưởng rồi ông à. Tôi cảm thấy rất vui vì có một đứa con như vậy. Bần con, vậy là ba mẹ đã đồng ý. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Ba mẹ. Con đang làm gì đó? Dạ, con đang sửa lại những vàng lục bình. Lại những vàng lục bình? Cả ngày con không chán hay sao? Ủa, sao lại chán hả nội? Nội biết, vì thằng Bân, thằng cháu của nội mà con phải vất vả chăm sóc cho những vàng. Dạ, để khi anh Bân về, anh sẽ vui lắm khi nhìn thấy những cây lục bình không phai màu, không có một cái lá úa. Tội nghiệp, con vẫn chờ đợi như vậy. 10 năm rồi còn gì? Bao giờ thì nó trở về? Ai mà biết được? Cũng có thể là nó sẽ không bao giờ về lại nơi này. Nội, sao lại không về hả nội? Mùa nắng thì đồng khô cỏ cháy, mùa mưa thì nước quần. Về đây mà làm gì? Ở xứ người, một bước có người hầu, một đàn có người cung phụng. Nội, chỉ tại nội nóng lòng nên nội nói lẫy vậy thôi. Chứ con biết nội cũng rất mong anh Bân về, phải không nội? Không, bây giờ thì nội không chờ đợi nữa. Nội, nội có còn nữa đâu mà chờ mà. Nội khóc thương anh Bân đến mù cả mắt, vậy mà nội nói là không chờ. Thơ à, nội nghĩ rằng thế nào rồi đây, nội cũng trở về thăm lại làng quê. Lúc ấy thì nội sẽ không còn nhìn thấy dáng thằng Bân, không còn nhìn được mặt cháu yêu. Khi ôm ấp nó trong vòng tay của nội, để được nghe hơi thở ấm nồng mà bấy lâu xa cách thăm thân. Xin nội đừng quá bi thương, con cũng hy vọng anh sẽ về. Nội đừng có nói như vậy. Nội sẽ sống hoài, sống mãi bên con. Dẫu anh Bân không về thì cũng còn có con. Con vẫn luôn ở bên nội. Nội sẽ sống hoài bên con, cháu dâu của nội. Phải chi nội của một thằng cháu nội. Anh Bân cũng là cháu của nội vậy. Thằng Bân, nó là con của cha mẹ nó, ruột rà gì mà là cháu của nội. Nhưng nội đã nuôi ảnh khôn lớn, nội vẫn xem ảnh như là cháu ruột. Nhưng chờ đợi thằng Bân rồi thì con sẽ già mất. Con gái chỉ có một thời thôi. Thằng ba ở bên kia Bưng mặt mày cũng sáng sủa, tính nết cũng siêng năng, coi cũng được. Nội tính với thằng Năm tía của con rồi,
bữa nào tốt ngày mời người ta qua mình nói chuyện. Thôi nội, nội vội làm gì, con chưa có muốn lấy chồng bây giờ. Vậy bao giờ con muốn? Nội, nội hỏi kỳ quá à. Lấy chồng là duyên phận, chừng nào đến thì đến chứ. Thôi vô trong lấy cái rương ra đây cho nội. Dạ. Đây nè nội. Nội nghèo lắm, không có vàng vòng bạc rỗng gì. Đây, có cái này nội cho con làm kỷ niệm. Ngày xưa bà cố đã cho nội ngày nội đi lấy chồng làm của hồi môn. Đeo một cặp coi nó mới đẹp. Nội không nhìn thấy biết bây giờ nó đã lên nước đẹp lắm phải không con? Dạ, đẹp lắm, đẹp lắm nội ơi. Còn cái này nội cho hai đứa. Nhưng nội may cho anh Bân kia mà. Khi nào mà đến thằng Bân á, nội sẽ may cho nó một bộ khác. Nội già rồi, chết nay sống mai, nội muốn có một đứa cháu ẵm bồng. Nội muốn cháu của nội làm cô dâu mới. Có còn nhìn thấy được gì nữa đâu. Nội, nội ơi, con không muốn. Con đã giúp nội nhiều rồi, nội mang ơn con nhiều lắm. Con gái lớn rồi, con gái thì chỉ có một thời thôi, để qua rồi thì khổ lắm. Con gái thì phải có một tấm chồng rồi đây. Nội, nội đừng có nói vậy. Nội đã xem con như là con cháu thì con phải có bổn phận, con phải biết giúp đỡ nội. Nội nghĩ rằng thằng Bân cháu của nội nó sẽ trả ơn cho con, nhưng không phải nghĩ là được như vậy. Nhưng con tin là anh Bân sẽ về mà nội. Nội tin con đi. Nội, nội đừng có bắt con phải đi lấy chồng, đừng có thay đổi gì nữa nghe nội. Để con được ở bên cạnh nội nè, và sẽ cùng chờ đợi anh Bân về nghe nội. Thơ, Thơ ơi. Tía con về. Dạ. Nội ơi, chắc là có nhiều cá lắm, để con đi hái một mớ rau nấu canh chua cho nội ăn nghe. Đem mấy cái thứ này ra làm gì? Rồi dì hai lại nhớ thương thằng Bân, rồi dì lại khóc, khóc đến mù cả đôi mắt rồi còn gì nữa. Đâu mà có. Tôi nói với dì hoài, dì đừng có nghĩ đến nó nữa. Nó đã quên dì rồi. Nó quên cây làng, cái xóm ở quê mình. Nó sẽ không về, vì chờ đợi mà chi. Cả chục năm rồi, vì ngóng trông mòn sức nghe tàn. Cậu Năm ơi, sẽ về
sẽ về. Nhưng dì thấy nó có về không? Chị thấy mỗi ngày dì mang ra mang vào cái rương kia kìa. Dì cứ buồn, cứ khóc hoài như vậy. Không khéo rồi dì bệnh, dì chết, thằng Bân nó có biết được đâu. Đưa đây, để tôi quăng nó xuống sông cho rồi. Đừng đừng, đừng quăng nó xuống sông. Năm ơi Năm, Năm. Đừng, đừng. Đâu rồi? Ai? Mấy cái thơ á. Tôi cất nó trong rương rồi. Cái gì vậy? Có gì đâu. Cũng sợ gió tây cùng buồn hò. Ai về xóm cũ mà nghe gió lạnh mưa buồn nhớ mẹ nhớ cha. Lên non mơ con mới biết hò. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. Trời, đứa nào mà nó hò nghe buồn đứt ruột đứt gan luôn vậy đó mấy cha. Mày đờn nghe còn buồn hơn. Thôi dẹp đi Năm. Tôi nói thiệt á nha, thằng Bân này á, tôi không hiểu nó ra làm sao á. Đi 9-10 năm á mà tỉnh khôn. Chứ tôi hồi đó nhà nghèo quá, hồi má con thơ còn sống, phải trong chuồng đi làm ăn xa để kiếm cơm gạo cho gia đình. Có đi xa mới thấy trân trọng cái nghĩa cái tình. Tôi đi có một năm mà nhớ nhà muốn chết, trong chúa đến ngày về sớm cũ làng xưa. Nhớ cây dừa ngã ngọn trên sân, nhớ con sông nhỏ hiền hòa trôi chài. Nhớ từng gốc cây bần cây ổi, nhớ má con thơ trên đường để hoài gánh đi về. Tuy nhà nghèo những son sắc thủy chung, dù vật lòng người không thay đổi, làm sao trách được trò đời giống bồi khi đã sang vào vui quên thuở hàng. Thôi dì nằm nghỉ, tôi ra ruộng thăm lúa một chút. Mấy con cá trong giỏ đây, dì biểu con thơ nó kho hay là nấu canh gì cũng được. Tôi đi à. Bân ơi, con ở đâu sao không về đây dì nội? Nội ơi nội, con về với nội này nè nội ơi. Nội ơi nội. Ai, ai như là tiếng của thằng Bân? Tôi có nằm mơ không? Nội, nội ơi, con về với nội rồi nè nội.
con là bân của nội nè nội. Bân? Bân của nội? Bân đâu? Bân đâu? Có phải thằng Bân không? Nội ơi, con là Bân nè nội. Bân. Cha mày sao về quên nội rồi sao con? Không, con nhớ nội lắm. Nội ơi, đôi mắt của nội. Lỗi già rồi nhưng mà không sao, không còn nhìn thấy nhưng vẫn biết được xung quanh mình đang xảy ra những gì. Cháu của nội giờ rắn chắc hơn ngày trước nè. Nội, về rồi có ở lại đây đi nội không? Hay là con về đây và con vẫn ở đây. Đây là nhà của con, mảnh đất này là chiếc nôi đã nuôi lớn con mà. Không ở đây thì còn biết đi đâu hả nội? Bân, nội vẫn tin ở con. Rồi thì nội với con bên cạnh. Nội, nội ơi, rồi đây á, con sẽ làm được tất cả những điều mà con mơ ước. Con sẽ xây một cây cầu lớn nè, rồi con sẽ đắp lại một con đường lộ cái cho làng mình, cho bà con của mình, cho nội. Và con sẽ luôn ở bên cạnh nội. Nội có vui không? Vui, vui lắm. Nội vui lắm. À, Thơ, con Thơ, con Thơ đâu? Nó mừng lắm. Con về nó mừng lắm. Nội đi kêu nó. Nội, để con... Được, nội đi được mà, đâu đây thôi. Nội, con đây. Anh Bân, em nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Thơ hả? Lại đây con. Sao tay con run dữ vậy nè? Dạ, anh Bân về, con cũng mừng. À, nội ơi, có quà cho nội nè. Đây, cái này cho nội ha. Khăn choàng cho nội nè. Còn cái này nữa, cái này cho nội luôn. Thuốc dứt mỏi. À, còn cái này nữa nè nội. Kẹo ngậm hết ho. Còn đây, đây là tiền con dành dụm cho nội luôn nè. Thôi, quà thì nội nhận, nhưng tiền thì không. Nội, sao vậy? Nội già rồi, có việc gì mà phải cần đến tiền, con cứ giữ đó đi. Dạ. Nè, ở đây nói chuyện với nó, chờ mày dữ lắm đó. Thơ. Dạ. Lại nói nghe nè. Anh Bân, có anh về đây với nội, tôi mừng lắm. Bây giờ thì nội không còn cô đơn nữa. Ngày nào nội cũng chờ anh, mong anh về. Bây giờ thì... Thì tôi đã về rồi nè. Ừ, thì anh đã về. Bộ Thơ không mừng hả? Mừng gì? Ờ thì... Thơ không chờ tôi sao? Có. Cảm ơn Thơ nhiều lắm. Đừng. Chăm sóc nội là bổn phận thôi. Tôi không coi đó là ơn mà anh phải mang ơn đâu. Đừng có cảm ơn tôi. Tôi không có nhận đâu. À, để tôi vô nấu cơm cho anh ăn nghe. Thôi, khỏi. Lát nữa tôi ra chợ ăn tiệm luôn. Ăn cơm tiệm? Ờ. Chà, cao sang dữ ha. Cơm tiệm mắc tiền lắm, đâu có đậm đà như ở nhà mình làm. Thôi, đã nói thôi rồi mà, làm chi? Phiền Thơ lắm. Có gì đâu mà phiền phức. À, hay để tôi ra giếng kéo nước cho anh nước
mát nha. Thôi thôi thôi, tôi sợ nước giếng lắm. Tắm nước giếng rít lắm. Tắm Rumine á, dồi sen sướng hơn. Ở đây đâu có dồi tắm. Thì ở hotel nè, nhà nghỉ nè, thiếu gì, có tiền á, có tất cả. Anh Bân, nói vậy anh về đây chỉ một chút thôi, rồi anh lại đi nữa chứ gì. Cũng định vậy á. Như vậy mà tôi cứ tưởng, nếu vậy thì anh đi luôn đi, đừng về đây nữa làm gì. Chẳng lẽ tôi không được về đây thăm nội thăm xóm làng một chút hay sao? Không đó. Hả? Anh đã thay đổi quá nhiều, uổng công người ta đã chờ đợi anh. Anh đi luôn đi. Đuổi thì tôi đi. Vậy thôi. Chào thơ. Chào nội giùm tôi luôn ha. Anh Bân, nói vậy rồi đi thiệt hả? Người gì mà thay đổi mau vậy? Biết vậy tôi không có thèm chờ đợi anh đâu. Uổng công tôi á đã chăm sóc mấy cái vàng bông lục bình cho anh vậy. Sao chưa đi nữa hả? Đi nhưng mà để quên đồ vòng lại lấy. Đâu rồi kìa? Không quên gì hết, giờ đi ha. Đi à. Anh Bân. Hù. Thì ghét anh quá à. Giỡn chút mà, làm gì bộ giận tôi thiệt hả? Tôi với anh là người dân nước lã, hơi đâu mà tôi giận. Phải rồi, giận thì giận mà thương thì thương. Cái anh này. Đúng không? Thơ à, cái bụng của tôi á đâu có xấu đâu. Ở gần bên, bộ thơ không rành quá sao mà còn giận nữa hả? Sao? Cái gì? Không có gì. Anh khéo hỏi à. Thơ, lại đây nè. Thôi, nội la chết. Nội đâu có ở đây đâu. Đến đi. Thôi, kỳ lắm. Kỳ gì không biết nữa. Thơ. Thơ ơi, em đâu biết rằng nơi xứ lạ trời xa đêm ngày nhung nhớ. Nhớ cô gái bên sông đứng đợi ai về. Là thơ chẳng còn lo sợ phải không? Tình tay trong tay đắp xây cuộc đời, lo dung trồng cây hạnh phúc. Và
Ủa, thằng Bân. Tía. Mới về đó hả con? Dạ, con mới về. Con về gặp Thơ. Con mừng quá, cho nên dạ, anh em vui thôi. Chứ không có gì thì cũng không có sao đâu con. Bân, Thơ, đến đây bà bảo. Dạ. Bân, từ ngày con ra nước ngoài, nội ở đây có một mình, không có ai đỡ nâng. Nhà cậu Năm, tía của cháu Thơ đây, không may bị hỏa hoạn, nên nội mới bảo về đây ở hữu hỷ với nội cho vui. Rồi thì con cũng đã về. Bây giờ thì trai gái ở chung trong một nhà, bấy lâu nay nội đã tính trước rồi. Con đã lớn, trai thì lấy vợ, gái thì lấy chồng, tụi bay xứng đôi vừa lứa lắm, phải vậy không? Dạ. Thằng Bân, mày có ưng con Thơ không? Dạ. Thơ. Dạ. Con có chịu thằng Bân không? Dạ thưa nội, dạ con thấy như vậy nè. Dạ thưa nội, con cũng như vậy nè. Tụi bay thấy làm sao? Năm đâu? Năm đâu rồi? Dạ có mặt thôi đây dì hai. Dạ thưa cậu. Mày thấy làm sao? Năm. Dạ cứ vậy làm tới đi. Vậy hen. Vậy để tao tính. Dạ thưa cậu. Con có quà cho cậu nè. Dạ đây, thuốc rê một gói. Chà, đã nghe. Ủa tao tưởng là mày đi nước ngoài về cho tao cây thuốc ngoại nhập chứ. Cậu đâu có hút thuốc điếu. Là thằng giỏi thiệt. Thơ. Dạ thưa nội, con thấy nội từ từ rồi mình tính. Cái gì mà từ từ? Mày thay đổi hả? Dạ không. Cái gì nóng mà mình tính liền cho nó ngon. Phải vậy không Năm? Dạ phải chứ phải à. Bân, ngồi xuống. Thơ. Dạ. Nội nghèo, không có mâm cao cổ đầy, cũng không có xuyến ngọc vòng vàng, bởi vậy cho nên nội tính à. Dạ nội ơi. Dạ theo như con thấy. Con thấy thế nào? Dạ theo con thấy. Dạ con thấy như vậy nè. Dạ thưa nội. Dạ như thưa cậu Năm. Sao mày cà lâm? Cứ nói tao nghe. Để gì nói đây, có gì tính lại nha. Làm đám cưới đi. Dạ đám cưới của ai? Cưới cho hai đứa. Cái con nhỏ này cớ sao hỏi lãng. Con có nghe lầm. Dạ từ từ nội ơi, gấp dữ vậy sao? Mày đổi thay hả? Con không thay dạ nhưng làm như vậy gấp quá nội ơi, nán lại được không? Ngày mai tao với thằng Năm sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Nội ơi, tụi dạ. Con sao? Nội ơi, tụi con không dám cãi lời. Nghỉ tay chút đi anh chị ơi. Ôi bức quá. Kiểu này á, chắc chắn là mưa lớn sắp đến rồi đây. Bà con mình trưa nay đừng nghỉ, ráng mỗi người thêm một công, đắp thêm sát chân móng cầu cho chắc chắn. Không trời mưa to, nước tràn dở đập á, là sụp lở móng cầu đó. Được mà, không có sao đâu. Thầy Bân cứ yên tâm đi. Để đó cho anh em tụi này lo cho, không có sao đâu. Chiều nay mưa lớn lắm đây. Ủa, sao anh Bân biết? Trời ơi, như vậy thì phải biết rồi. Hơn nửa tháng qua đâu có hạt mưa rào, mà hôm nay trời lại oi bức vô cùng. Mùa này nước lũ hay kéo về bất chợt. Nè, mấy cái xã lân cận gần đây nước lũ tràn về cuốn trôi rau trồi. Bân ngạc dạ, con hãy đề phòng cẩn thận. Nhưng có con đường lộ lớn thì nước có ngập qua. Sợ là sợ cái chân cầu này không chịu đựng được sức của dòng nước lũ đi qua dữ dội. Chỉ tại vì nó còn mới quá,
Nói vậy à, chứ không sao đâu. Công sức của làng mình đổ vào đây quá nhiều, đừng để nước lũ cuốn trôi đi. Dạ, con sẽ cố gắng động viên bà con mình phải dốc lòng lao vào công việc nhanh hơn. Anh Bân ơi, anh Bân, anh Bân. Ủa, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy thơ? Anh Bân. Chuyện gì? Có ba má anh ở bên Pháp mới về. Hả? Ba má của anh? Ừ. Ba má của anh nói á, sẽ góp một phần công sức vào công việc đồ án xây dựng của anh đó. Thật vậy sao? Thật. Em nghe nói rõ ràng, ba má đã biết hết rồi, nội kể đó. Wow, như vậy là bây giờ anh có nhiều đồng minh lắm nha. Em nè, nội nè, ba má nè, Đạt nè, Đông và cả bạn bè của anh nữa. Quang ơi! Anh Bân, coi anh kìa, giống như trẻ con vậy á. Anh thật sự vui lắm em à. Ba má cũng hồ hởi y như anh vậy á. Ông bà còn nói quyên thuyên về công án mà anh đang làm nữa. Thật ra, mỗi khi nhìn bà con của mình vui sướng, khi làng mình có được một con đường lớn, một cây cầu đúc, anh sống trong niềm vui đó, hạnh phúc lắm em à. Em cũng vậy á. Chết rồi, anh đoán không sai mà. Hôm nay thế nào á cũng có một cơn mưa lớn đây. Chết rồi, nội và ba má cũng sắp ra đây. Hả? Nội đâu? Nội đang đi cùng với mọi người ra đây đó. Sao lại ra đây? Đây là công trường xây dựng mà. Nói với nội á, hãy đưa mọi người về nhà hết đi. Nhưng mà mọi người đã ra gần đến rồi. Về nhà hết đi. Trưa nay á, anh sẽ về mà. Đi, đi mau đi. Còn đứng đó, về liền đi em. Thôi, chết rồi, trời ơi, mưa lớn lắm rồi. Không kịp rồi. Sao lại vào đứng chơi trong kia vậy? Mỗi người một tay, đắp lại con đập đi. Nước lũ tràn mạnh lắm, không làm được đâu thằng Bân ơi. Tại sao lại không được? Xuống nước mau đi. Anh Bân, anh Bân à, để bớt mưa đã anh Bân. Không kịp đâu. Anh Bân, sao còn đứng đó? Con đập sắp vỡ rồi. Đi bà con ơi. Anh Bân ơi. Anh Bân đâu rồi? Anh Bân. Tôi đã bơi theo nhưng không kịp, nước xiết quá. Mất hút rồi. Nước cao quá, không cách gì mà tìm được hết. Tại sao không tìm được? Lặn sâu nữa. Sâu đến độ tay con rỉ máu rồi mà cũng không tìm được. Nước chảy mạnh lắm. Mạnh cũng phải tìm. Tía, tía làm gì vậy tía? Nội ơi, tía của con. Thằng Năm làm sao? Dạ, tía của con đang đắp con đập bị bể. Thằng Bân đâu? Bân đâu? Dạ, anh Bân cũng đang đắp con đập bị bể. Trời ơi, cơ khổ. Mùa này mà nước lũ lại tràn về, khắc nghiệt. Cái thằng cứng đầu cứng cổ, nó cứ một mực dứt khoát là phải về Việt Nam để mà xây cái cây cầu này. Điều lo sợ nhất là nước lũ. Tới trời đất mà còn không khuất phục được nó thì tôi với bà có nói cái gì được với nó đâu. Thì nó thích làm những gì mà nó thích, nó nghĩ đúng điều mà nó cần làm, không cần phải cản nó. Làm cha làm mẹ cản bước tiến của con á là nó cho mình cổ hủ ông à. Có phải vậy không hả bà hai? Ông bà chỉ là người sanh đẻ nó, còn tôi mới là người nuôi nó lớn đây. Sống với nó bao nhiêu năm mà tôi không biết tính của nó hay sao? Tía có thấy gì không hả tía? Không gặp con ơi. Trời, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Trời ơi, tại sao khắc nghiệt đến như vậy? Tía, như vậy là sao?
tôi đã cố gắng lắm rồi mà cũng vô ích thôi. Có chuyện gì? Cái thằng con của tôi có chuyện gì? Cơn mưa vừa rồi đã cuốn trôi mất thằng Vân. Cái gì? Không, tại sao lại là cơn nước lũ? Bà ơi, bà có nghe gì không? Cơn mưa lũ vừa rồi đã cuốn trôi mất thằng con trai của tôi rồi. Không, không, thằng Bân, cháu của tôi, cháu của tôi. Ông còn đừng nói nhìn gì nữa. Bân ơi, trời ơi, con của tôi. Bác, bà con ơi, xin hãy cứu lấy con tôi. Cơn lũ cũng trôi con của tôi rồi. Bạn ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Đồng, em ở lại đây, anh đi huy động mọi người tìm kiếm anh Vân. Để cùng con góp sức góp cộng cùng xây nghi dựng quê mình, đó là hoài bão tuyệt vời, là mơ ước ngát xanh mà đã từ lâu con ôm ấp trong lòng. Con đâu rồi? Con hiểu. Anh Bân ơi, mới hôm nào đây chúng ta còn thề nguyện kéo sơn dầu sao dời dứt đôi. Sao bây giờ anh vội bỏ em bỏ nội, anh nỡ đơn thân rẻ lôi. Lần biệt ly này anh mang cả trái tim em. Qua lúc bình màu tiếng thủy chung, sao người yêu thích qua lại không trọn lại. Để giờ muốn gặp nhau chỉ còn trong mộng mị, vì anh vội xa đi khi mơ ước chưa thành. Lại đi chị, đừng quá tuyệt vọng, chị biết đâu người ta sẽ tìm được anh Bân. Chị Thư, phải, con tôi không thể chết được, nó phải sống, nó phải sống. Bân ơi, con đâu rồi? Con có biết là mẹ đau đớn lắm không? Bân ơi, nó vẫn sống, sống bất diệt như cái tên cầu sẽ được đặt. Sống mãi mãi trong lòng của mỗi một người dân trong cái xóm ở cái làng. Bất kể gió mưa hay nước lũ cuốn tràn, nó sừng sững như bê tông khối đá. Nó sống mãi trên đời chắc chắn thời gian. Anh Bân là một thanh niên hiếu thảo hiền ngoan, xây dựng quê làng anh luôn đầy nhiệt huyết, không ngại hiểm nguy lao vào nước xoay, cố giữ vẹn nguyên công sức của bao người. Bân ơi, ở đâu đó con có nghe và có hiểu là ba má rất hãnh diện vì con, dù trong đó ẩn chứa một niềm đau vô tận.
Che già giờ nay không măng non, măng ơi bà chứ không còn tin vào đôi tay của bà nữa. Vậy là con cũng đã sống đến tận lực mình, dù không thành công thần cũng thành nhân. Thời nhắm mắt xuôi tay cũng an ủi là đã sống không xót xa, không ân hận và không lãng phí. Bà chỉ tiếc có một điều là không được nhìn thấy con hưởng được niềm hạnh phúc bên cháu thơ của bà. Anh Bân, Bân ơi, em sẽ chờ sẽ đợi, bởi em hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Mỗi người trong cái làng Lúc Bình nhỏ bé vẫn mong điều diệu kỳ sẽ đến đi hồi nghiêm phúc bằng. Bằng ơi, bằng ơi, con ở đâu bằng ơi? Cháu tôi ở đâu bằng ơi? Nội. Mọi người ơi, con đã cứu được Bân rồi. Anh Đạt, anh đã cứu được anh Bân rồi hả? Cháu của bà hiện đang ở đâu vậy cô? Nam mô A Di Đà Phật, trời đã không phụ người ngay mà. Bân ơi, cứu được con rồi. Bân ơi, cứu được con rồi. Bân ơi. Dạ, bây giờ Bân đang ở trạm y tế xã. Mọi người hãy nhanh chân đến đó đi. Hãy rồi đó, đến đó đi, đến đó đi. Hay rồi, hay rồi, tất cả chúng ta đều đến đó. Đi, đi bà ơi, đi bà ơi.